anh em, chào mừng anh em đến với channel của mình nha. Ngày mới cho anh em vui vẻ, gặp nhiều thành công nha. Uống nước chè, có anh em nào uống nước chè không? Người Bắc hay uống nước chè, người Nam thì uống cà phê. Ok, cảm ơn anh em đã xem video nhá. Cho mình xin một đăng ký kênh, một like nhá, một chia sẻ nhá, để mình có những động lực làm video tiếp theo nhá. Chào anh em.